Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Sau gần 30 năm lang thang ở Mỹ, ca sĩ Kim Ngân lần đầu khao khát được gọi bằng mẹ. Theo Thúy Nga, sau khi chuyển về căn phòng mới, Kim Ngân ngày càng tỉnh táo và chịu chăm chút về bề ngoài hơn khi ra đường. Đồng thời, đêm nào Kim Ngân cũng được mọi người đến nói chuyện tâm sự, nhất là gia đình của người chủ nhà tên Huyền. Tính ra đã hơn một tuần, Kim Ngân ở chỗ mới và mọi việc khá ổn định. Trước đó có những ngày chị ấy xin ra ngoài chơi, nhưng đến chiều không về, khiến tôi rất lo lắng và phải đi tìm về. Nhưng qua vài hôm, tôi thử không đi tìm nữa, thì chị ấy vẫn tự về phòng. Nghĩa là bây giờ chị ấy đã ý thức được, chỉ có một căn phòng riêng và không nghĩ đến chỗ ngủ khu máy giặt nữa. Do đó giờ đây tôi không ngủ bên Kim Ngân, mà tối đến tôi chỉ chạy qua đưa chị ấy đi ăn uống và trò chuyện, nhằm tạo cho chị ấy cảm giác được quan tâm. Đồng thời gia đình chị Huyền chủ nhà tối nào cũng qua phòng chị ấy chơi, nhất là đứa con gái của chị Huyền rất thương Kim Ngân. Và điều đặc biệt là Kim Ngân muốn hai đứa con của chị Huyền gọi mình là má. Thú thật là Kim Ngân rất khao khát về tình mẹ con. Tôi để ý mỗi lần mà thấy tôi và con gái đùa giỡn với nhau, chị Kim Ngân hay có cái nhìn xa xăm và buồn, nhìn thương lắm. Vô tình khi ở phòng mới, chị ấy muốn hai đứa con của chị Huyền gọi mình là má Ngân. Và được gọi như vậy chị ấy rất sung sướng, thậm chí cô con gái ấy còn được ôm hôn và kẹp tóc cho chị ấy. Điều mà bình thường khó ai làm được, đó là điều may mắn của chị Kim Ngân, vì luôn gặp được những người tốt giúp đỡ yêu thương. Nữ danh hài nói, cũng tại đây Thúy Nga cho biết, bây giờ Kim Ngân đã có thể tự làm tất cả mọi việc và đã biết tự về phòng ngủ khi đi đâu, nên cô không cần thiết phải canh đàn chị nữa. Nữ danh hài cũng bày tỏ rằng cô rất vui vì sau mấy chục năm sống lang thang, ăn bờ ngủ bụi, thì giờ đây Kim Ngân đã có được một căn phòng riêng. Nơi ấy được trang trí đẹp đẽ, luôn có hoa tươi. Tôi muốn tạo cho chị Kim Ngân cảm giác rằng chị ấy luôn có một căn phòng ấm áp chờ chị ấy trở về. Bây giờ tôi rất an tâm và cảm ơn tất cả tình cảm yêu thương của mọi người và cộng đồng mạng đã dành cho tôi và chị Kim Ngân. Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải, rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính trong ban nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Đồng thời sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động lôi cuốn, nên những năm 80, cô trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại, dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn. Nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc ở hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô cũng gặp đổ vỡ khi chia tay người chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi hai con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California, Mỹ để ăn xin. Thỉnh thoảng cô tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!